Anh em chào mừng toàn thể anh em đã quay về trở lại với em Tùng Audio. Và ngày hôm nay thì bên có anh em tiếp tục về thêm một cái dòng sút điện mà chắc chắn anh em cũng đã rất là quen thuộc. Đó chính là dòng GCS GH15. Đây là một trong những model sút điện rất chất lượng bên cửa hàng em Tùng Audio. Và hiện tại vẫn đang xả hàng giảm cho anh em từ 500 cho đến 700 nghìn đồng. Giá niết của bọn này đang là 4,7 triệu. Hiện tại bên em giảm rất sâu phục vụ các bác. Đấy, nên là các anh em đang có nhu cầu và muốn mua hàng thì chỉ cần bỏ ra khoảng 4 triệu đồng thôi, các bác sẽ nhận về một quả sút điện bát 40 rất chất lượng GCS GH15. Đây là một trong model sút mà em bán rất là chạy hàng. Đấy, dòng này thì anh em mình chơi nó sẽ không tốn công suất, chúng ta không cần phải ghép vào với âm ni hay là ghép vào với cục đẩy để lấy cái công suất ra, mà chúng nó sẽ sử dụng qua bảng mạch điện tử lấy âm thanh trực tiếp cấp từ nguồn điện cấp vào, và chúng ta sẽ kết nối với các thiết bị cơ bản như là vang, ghép nối được cả âm ni cả loa kéo nữa. Đấy, để chúng ta có một cái chế độ âm thanh tiếng bát đánh sâu và chắc tiếng, lực tiếng hơn. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em Tùng Audio tiếp tục về thêm lô hàng mới đến từ GCS, đặc biệt là GH15, cái phiên bản này rất hot bên em rồi. Hàng nhập khẩu nguyên mới, thùng kiện đầy đủ, phục vụ các bác nhé. Các bạn anh em muốn mua hàng cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio. Bây giờ thì mời các bác kiểm tra một chút về cái thiết kế giao diện, và lát nữa em sẽ test chất âm cho các anh em nghe thử với chất âm của GCS GH15 khi ta mang nó về phòng hát gia đình, nó hỗ trợ âm thanh cải thiện chất lượng âm thanh phòng hát gia đình ra sao. Mời các bác theo dõi hết video ngày hôm nay. Thiết kế ở đây các bác được nhìn thấy, đây các bác nhìn này, em này thì sử dụng lớp phun gỗ sơn sần này, các bác nhìn này, rất chắc chắn luôn, thùng vách chắc chắn các bác nhá, và có cả lỗ để anh em cắm chân súp. Đấy, chúng ta có thể cắm loa phun nên súp, cắm trên súp này cho em, qua lỗ này có sẵn rồi. Đấy, GCS thì rất là nặng. Đấy, quả này nó sẽ dao động khoảng tầm hơn 30 cân, nếu như tính cả thùng hộp vào thì nó sẽ khoảng 40 cân của các bác nhá, rất là nặng. Đấy, em này thì sử dụng bảng mạch điện tử phía sau đây các bác. Nên là khi các anh em chơi với những cái phiên bản sử dụng bảng mạch điện tử, những cái dòng sút điện này, thì các anh em chỉ cần tăng giảm âm lượng ở phía sau thôi, chuyển đổi các chế độ đảo pha, tăng giảm âm lượng rồi là tăng giảm đây. Đấy, công tắc nguồn thiết kế ngay mặt sau nhé. Em này sử dụng rất nhiều các cái chế độ đánh, anh em mình có thể sử dụng các cái chế độ mà anh em mình đảo pha, chuyển sang chế độ theo dàn máy, hoặc là tăng giảm âm lượng, cắt tần số. Đấy, có luôn ở phía mặt sau đây. Dòng này sử dụng là 450W với công suất trung bình và 1000W ở công suất tối đa. Đấy là anh em mình đánh có thể chơi cả ngoài trời sân khấu được. Đấy các bác nhá. Đấy, và dòng này thì chúng ta chơi gia đình thì khỏi phải bàn nữa, chúng ta có thể cân với những cặp loa 30 phun đôi, và anh em chơi 40 là hợp lý nhất với dòng GCS GH15. Đấy, một trong những bản sút rất là chất lượng bên cửa hàng em. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio về hàng, nên là mời các bác tiếp tục nghe và trải nghiệm chất âm của một trong những phiên bản sút điện rất là chất lượng bên cửa hàng em. Đấy, với chất âm của mỗi sản phẩm này chắc chắn là các anh em sẽ cảm thấy rất là hài lòng khi các anh em mua hàng về. Và mời các bác nắp tai nghe và thưởng thức âm thanh của GCS GH15 đó nha. Và trải nghiệm âm thanh của mẫu sút điện GCS GH15. Đây là một trong phiên bản sút bát 40 với tiếng bát rất là sâu tiếng, chắc và lực tiếng. Khi các anh em chơi với những mẫu sản phẩm sút như thế này thì cái âm thanh nó thoát ra rất là tốt, và sẽ đánh kết hợp với những cặp loa full bát 30 40 cho ra một cái chất âm bát rất là sâu và nghe tiếng rất là chắc. Với bộ dàn âm thanh thì rất cần có những dòng sút để hỗ trợ cải thiện âm thanh phần tiếng bát. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em tiếp tục về thêm GCS GH15. Hy vọng là những anh em khách hàng đã có nhu cầu cần mua súp hãy đến ngay với cửa hàng em theo số điện thoại bên dưới màn hình. Kính chúc các anh em nhận hàng ưng ý với mỗi sản phẩm GCS GH15 nhé. Xin chào các bác.